U23 Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc tập luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Sau khoảng 4 giờ di chuyển bằng máy bay, rạng sáng hôm qua ngày 14 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt tại Busan. Theo kế hoạch trong thời gian tập huấn tại Thoan Dên, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu cọ sát với hai quân xanh là tuyển sinh viên trường đại học Dương Nam vào ngày 18 tháng 12 và câu lạc bộ Busan Transport Station Corporation đang thi đấu tại giải K-League 3 của Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 12. Ngày 22 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tập luyện đến ngày 2 tháng 1 năm 2020 và sau đó sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 1 đến 26 tháng 1 năm 2020 tại 4 sân vận động là Chang Arena, Buriram, sân vận động Ramjaamangala, Bangkok, sân vận động Thammasat, Pathum Thani và sân vận động Tinsulanoda, Songkhia ở Thái Lan. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ cạnh tranh với các đội tại bảng D gồm UAE, Jordan và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Gần một tháng trước khi vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra, đội chủ nhà Thái Lan đã mở bán vé các trận vòng bảng qua website. Theo đó, vé xem trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE ngày 10 tháng 1 năm 2020 ở khán đài A có mệnh giá cao nhất là 400 baht, tương đương với hơn 300.000 đồng. Giá vé loại 2 cho các khán đài C4 và C5 có mệnh giá vé 300 baht, hơn 200.000 đồng. Khán đài C1, C2, C3, C6, C7, C8 có giá vé khoảng 200 baht, hơn 150.000 đồng. Rạng sáng nay, Sin Children có chuyến làm khách trên sân của Junte Waregem ở vòng 19 giải vô địch Bỉ. Theo danh sách thi đấu công bố trên trang chủ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục không có tên. Đây là trận đấu thứ 14 liên tiếp chân sút người Việt Nam nằm ngoài kế hoạch sử dụng của đội bóng, bất chấp Sin Children vừa đưa ông Nicky Hayden lên làm huấn luyện viên tạm quyền, thay thế cho huấn luyện viên Mark Fritz bị sa thải. Tính đến thời điểm hiện tại, Công Phượng mới ra sân 20 phút ở trận gặp Club Brugge vào hồi tháng 8. Từ đó anh chỉ có thêm một vài trận dự bị trước khi rơi vào chuỗi 14 trận liên tiếp bị gạch tên. Nhiều cổ động viên bắt đầu lo lắng cho sự nghiệp của Công Phượng. Những cổ động viên Việt Nam đã bắt đầu tràn vào fanpage của STVV để kêu gọi sự công bằng cho tiền đạo 24 tuổi. Trong khi đội tuyển U23 Việt Nam tập trung từ ngày 13 tháng 12 và sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á, thì U23 Thái Lan chỉ tập trung từ ngày 26 tháng 12. Giải thích cho quyết định tập trung đội tuyển muộn của mình, huấn luyện viên Akira Nishino nói: "Tôi muốn cho các cầu thủ nghỉ ngơi đầy đủ, hồi phục hoàn toàn để tất cả mọi cầu thủ đều có thể lực tốt nhất. So với đội hình dự SEA Games, chúng tôi sẽ có bổ sung ở mọi vị trí, từ hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo. Chúng tôi cần phải phát triển thêm nhiều điểm ở trong đội hình của mình", huấn luyện viên Akira Nishino nói thêm. Tại vòng chung kết giải U23 châu Á vào đầu năm tới, U23 Thái Lan sẽ nằm ở bảng A cùng các đội Australia, Iraq và Bahrain. Trận đấu ra quân của đội bóng xứ chùa vàng sẽ là trận đấu với Bahrain.